Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng ngày 7 tháng 2 của VTC Now. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thông tin mới nhất đến từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 6 giờ ngày 7 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.095 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 402 ca. Tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 2 đến 6 giờ ngày 7 tháng 2, Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới. Thông tin cụ thể về các ca mắc mới như sau. Tỉnh Gia Lai ghi nhận một bệnh nhân là bệnh nhân số 1982. Đây là bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, liên quan đến ổ dịch huyện Iapa, tỉnh Gia Lai, đã được cách ly tập trung ngày 3 tháng 2, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 5 tháng 2. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 2, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 bệnh nhân là bệnh nhân số 1983 đến 1985. Đây là các bệnh nhân nam, có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi, liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hiện 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 83.104 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 759 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.098 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 58.247 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại nước ta đã chữa khỏi cho 1.468 người. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 10 ca, số ca âm tính lần 2 là 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 2 ca. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức về dịch COVID-19 cập nhật nhất trong sáng ngày 7 tháng 2. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1, anh này chỉ đi lại từ nhà đến sân bay bằng xe cá nhân. Ngày 28 tháng 1, lúc 17 giờ, đến quán lẩu dê số 475 trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú ăn với 3 người bạn. Ngày 1 tháng 2, bệnh nhân có ăn sáng tại quán bún bò trên đường Hồng Hà, gần Coffee House, phường 2, quận Tân Bình với một đồng nghiệp. Ngày 2 tháng 2, khoảng 9 giờ sáng mua bánh mì tại một cửa hàng bán đồ ăn sáng, sau đó đến quán cà phê Mộc và đi mua trái cây tại tiệm tạp hóa gần chung cư E-Home 4. Ngày 3 tháng 2, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, nhức đầu, mệt mỏi và được đưa đến khám tại Bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 2, bệnh nhân đến sân bay Tân Sơn Nhất để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở tầng 1, nhà ga T2, sau đó quay lại tái khám tại Bệnh viện 175 ở khu sàng lọc lâm sàng. Buổi trưa, bệnh nhân đến cà phê Coffee House số 18 Hồng Hà, phường 2 Tân Bình cùng một người bạn, sau đó về nhà tại Bình Dương. 18 giờ ngày 5 tháng 2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa về khu cách ly. Mới đây, 400 chiếc bánh chưng của câu lạc bộ Thiện Nhân Tâm chùa Cương Xá, thành phố Hải Dương đã được gửi tới Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hải Dương để tặng các khu cách ly ở thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn, nơi đang là điểm nóng của dịch COVID-19. Mỗi chiếc bánh chưng tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các thành viên câu lạc bộ Thiện Nhân Tâm gửi tới những người dân vùng dịch trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Cái dịp Tết đến xuân về, ông Công Táo chúng tôi đã thông qua bên tỉnh đoàn Hải Dương để tặng cho tất cả các cái chốt điểm cách ly tập trung để cho mọi người cũng có một cái Tết cổ truyền như bà con bình thường. Hưởng ứng chiến dịch Tuổi Trẻ Hải Dương chung tay đẩy lùi Covid do tỉnh đoàn phát động từ 30 tháng 1 đến nay, hàng trăm cá nhân tổ chức đã gửi trao hàng trăm triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị y tế tiếp sức cho Hải Dương chống dịch. Tỉnh đoàn Hải Dương cũng đã triển khai chương trình 10.000 bánh chưng để tặng cho người dân trong khu cách ly, các lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt, công nhân, người lao động ngoại tỉnh không thể về quê đón Tết. Kêu gọi, vận động các nguồn lực từ khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó đặc biệt là những người con của Hải Dương đang ở mọi miền Tổ quốc, cũng như là các tổ chức đoàn, các nhà hảo tâm trong các tỉnh thành phố cũng đã có rất nhiều nguồn lực ủng hộ cho Tuổi Trẻ Hải Dương và cùng với Tuổi Trẻ Hải Dương đồng hành xung kích trong việc chống lại dịch COVID-19. Khi dịch diễn ra ngày càng phức tạp, thêm nhiều xã, phường, thôn, khu dân cư phải cách ly y tế, hàng loạt các ngân hàng, doanh nghiệp đã tích cực đồng hành. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận ủng hộ từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 24 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm.
Đang trải qua những ngày rất khó khăn, nhưng Hải Dương không đơn độc trong cuộc chiến này. Chính là nhờ những tấm lòng của người dân và các tổ chức doanh nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc. Năm nay là vì dịch bệnh, cho nên là mọi chi phí cũng phải thắt chặt hơn. Cho nên là gia đình tôi là chọn mua cây nhỏ, vừa hợp lý, vừa túi tiền, vừa có hương vị Tết. Và cũng không nặng nề bê về và bê đi. Như mọi năm thì gia đình nhà tôi rất là chú ý đến cây. Quất là phải quất thế quảng bá Tây Hồ và rất là to để ở những cái bậc thềm ngoài cửa. Nhưng năm nay thì tôi chỉ muốn tượng trưng một cây quất nhỏ để ở cái bậc thềm ngoài cửa đón khách thôi. Kinh tế bấp bênh suốt một năm qua, thêm tình hình dịch bệnh COVID-19 quay trở lại. Đa số người tiêu dùng thủ đô lựa chọn những loại hoa cây cảnh với giá cả vừa tầm để trưng Tết. Năm nay, những hộ bán hoa cây cảnh phục vụ Tết đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng. Kéo theo đó là những hộ buôn bán đồ gốm sứ, chậu cây, bình hoa cũng lâm vào cảnh thất thu. Tôi gây tất cả vào đây vào tầm 230 triệu tiền vốn, mà đến bây giờ thì tôi không bán được cái gì. Vừa mới chia sẻ mấy cái bác thăm hàng hóa thì cũng đúng là tôi chảy nước mắt ra, tôi khóc. Thật sự. Như mọi năm thì chạy lắm, nhưng mà năm nay về cuối này càng ế hơn, nhất là mấy hôm nay nghe tin dịch Covid này người ta không sắm sửa mấy. Người ta chỉ sắm sửa những thứ thiết yếu thôi. Ví dụ như mọi năm thì các cây mà trang trí lộng lẫy nhiều thì người ta sắm nhiều, nhưng năm nay người ta chỉ sắm đại khái. Tôi chỉ mong muốn thì sau cái Tết ông Công ông Táo đi thì bà con có thể có phần mua bán nó tăng thêm một tí cho những người buôn bán vỉa hè như chúng tôi, nó đỡ vất vả một tí. Đằng nào chúng tôi cũng mua rồi, cũng không nghĩ là có khả năng là cái dịch bệnh nó lại bùng phát như thế này. Ngoài vấn đề kinh tế, người dân kinh doanh hoa cây cảnh cũng lo lắng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô. Giao tiếp với khách hàng cách vài ba mét chứ không nhờ nhìn trực diện để tiếp khách. Đấy. Tôi vẫn có những cái biện pháp để phòng ấy lấy mình. Phải nhắc nhở khách là lên đeo khẩu trang. Với cả bán hàng thì rõ ràng là phải giữ khoảng cách một chút. Cái đấy chắc là người ta cũng phải hiểu. Theo các cơ quan chức năng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới đây. Nguy cơ về một vụ Tết thất bại đã hiển hiện với nhiều bà con kinh doanh hoa, cây cảnh trên cả nước. Buôn bán hoa Tết đã hơn chục năm nay. Cứ sau ngày 20 tháng Chạp, anh Tuấn Anh đều đưa hoa từ miền Tây tới công viên gia đình, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để bày bán. Tuy nhiên, chưa năm nào anh chứng kiến cảnh tượng buôn bán điều hiu như năm nay. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng trăm tiểu thương ở các chợ hoa Tết. Dù cho giá cả bình ổn, nhưng vì lo ngại dịch bệnh nên người mua ngại tới, người bán cũng không dám nhập nhiều cây. Rất là no chứ. Người no vì người dân người ta không đi. Thì bông mình bán không được, mình cũng rất là no, tại vì chi phí đi lại rất là cao. Tới hiện tại như bây giờ thì tôi thấy cái lượng người mua đi rất là ít so với mọi năm. Chỉ lo là tới Tết bán không hết hàng để về thôi ạ. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, các mặt hàng hoa tươi, hoa dừa đã được nhập về nhiều. Bên cạnh các loại hoa phổ biến như nụ tầm xuân, hoa cúc, hoa lan, thì năm nay tuyết mai, thanh liễu là hai loại hoa được bày bán nhiều nhất. Tuy nhiên, dù đã 25 Tết, nhưng khách đến mua vẫn còn thưa thớt, chưa bằng một nửa so với năm ngoái. Giá cả thì mình thấy cũng bình thường như vậy, giá vẫn như vậy. Mà có một cái là nó khách hàng thì ít hơn mọi năm thôi, tại vì do dịch. Vắng hơn nhiều, vắng hơn khoảng 30-40%. Nói chung là lo thì có lo, nhưng mà bán thì vẫn bán. Thì ví dụ như mà nó ảnh hưởng đến vậy thì mình có thể là lấy ít lại hoặc là bán tới đâu lấy tới đó. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, hoạt động chợ hoa Tết cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Các quận có tổ chức chợ hoa đều yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, cũng như không tụ tập đông người khi tới các điểm mua sắm hoa Tết. Theo Tổng giám đốc WHO, về một mặt nào đó, đây là một tin tốt và là một thành tựu đáng kể mà thế giới đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, mặt khác, hơn 3/4 trong số này là ở 10 quốc gia chiếm gần 60% GDP toàn cầu. Gần 130 nước với hơn 2,5 tỷ người chưa được sử dụng một loại vaccine nào.
trong khi một số quốc gia đã tiêm cho đại bộ phận dân số, trong đó có cả những người có ít nguy cơ hơn. Chúng ta cần sự chia sẻ của các nước một khi họ đã tiêm đủ vaccine cho các nhân viên y tế và người cao tuổi. Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc, đây sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ phần dân số còn lại của chính các nước giàu. Bởi thời gian tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất càng lâu, thì chúng ta càng tạo cơ hội cho virus đột biến và lẩn tránh vaccine. Theo các số liệu mới nhất, thế giới hiện ghi nhận hơn 105,9 triệu ca mắc và hơn 2,3 triệu ca tử vong do COVID-19. Xét về quốc gia, Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do COVID-19, với hơn 27,4 triệu ca mắc và 470.000 ca tử vong. Xét về khu vực, châu Âu tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, với 30,9 triệu ca mắc. Theo tạp chí Y khoa Anh, dù có hàng nghìn biến thể xuất hiện khi virus đột biến trong quá trình nhân đôi, chỉ có một số rất ít biến thể có khả năng thay đổi virus một cách đáng kể. Tuy nhiên, các trường hợp này đặc biệt gây lo ngại bởi những đặc tính tiêu cực của virus SARS-CoV-2 có thể kết hợp với nhau và khiến virus trở nên nguy hiểm hơn. Những biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh và Brazil được cho là khiến virus trở nên đặc biệt dễ lây nhiễm hơn ở những người dưới 20 tuổi. Các biến thể cũng gây trở ngại cho kháng thể trong hệ miễn dịch trong việc vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 khi những kháng thể này được sinh ra trong quá trình tiêm vaccine hoặc ở những người hồi phục sau khi mắc COVID-19. Các chuyên gia lo ngại rằng nếu các đột biến tiếp tục lan rộng và trở nên vượt trội, việc ngăn chặn dịch bệnh sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Họ cũng cho rằng nếu có nhiều người bị mắc bệnh trong thời gian ngắn, các hệ thống y tế sẽ bị quá tải và sụp đổ cùng lúc. Chính vì vậy, cuộc chạy đua bào chế vaccine ngừa COVID-19 hệ tiếp theo có thể chống lại nhiều biến thể đang nóng hơn bao giờ hết. Tập đoàn dược phẩm Anh GSK và công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức công bố kế hoạch hợp tác trị giá 180 triệu đô la Mỹ để phát triển loại vaccine chống lại nhiều biến thể virus SARS-CoV-2. Các loại vaccine hệ tiếp theo có thể được sử dụng để bảo vệ người chưa được tiêm chủng hoặc là mũi tiêm tăng cường trong trường hợp khả năng miễn dịch từ lần tiêm đầu giảm theo thời gian. Chúng tôi đang nghiên cứu biến thể được phát hiện ở Anh và Brazil. Với những nghiên cứu mà chúng tôi đang tiến hành thì vaccine ngừa COVID-19 thế hệ mới có thể sẽ được ra mắt vào năm 2022. Không nằm ngoài cuộc đua, hãng AstraZeneca của Anh và Đại học Oxford của Anh cũng thông báo dự kiến ra mắt vaccine thế hệ tiếp theo sớm nhất vào mùa thu năm nay. Công ty dược Moderna của Mỹ cho biết vaccine của hãng này có hiệu quả với hai biến thể virus SARS-CoV-2 ở Anh và Brazil và đang sản xuất mũi tiêm tăng cường chống biến thể ở Nam Phi. Trong khi đó, hãng Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức hiện cũng phát triển loại vaccine đối phó với các biến thể mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng ngày 7 tháng 2 của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!